lên clip các cô chú anh chị ơi. Con cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ con clip vừa qua rất là nhiệt tình. Thì hôm nay con lên khoảng cũng mười mấy cây, gồm có Mai Chiếu Thủy, Linh Sam, Sông Hinh và Tiểu Cảnh. Mong các cô chú ủng hộ con. Số ủng hộ con là 0906657080. Con ở ấp Ban Thuận, xã Hòa Bình, chợ mới, An Giang. Rồi không làm mất thời gian của các cô chú anh chị nữa. Cây đầu tiên là cây số 1 Mai Chiếu Thủy Trung Nu dáng đổ. Hoành đâm đo ở vị trí này là 32, cao là 40, tổng đàn đổ là 70, full tàn là 80. Rồi bắt cặn cặn lên cho các chú anh chị xem. Cây này thì nuôi cốt cành rất là bự rồi các chú anh chị. Đó, cốt chủ của nó là bằng ngón tay cá em đó. Nè, cái dàn xương rất là dữ. Cây này đang cho qua rất là nhiều. Cây này phía sau nó có một cái mặt cắt này các chú anh chị. Tại cây bonsai cắt xuống là nó bắt buộc nó phải có mặt hẹo. Nó đang kéo rất mạnh nè. Giờ còn dần khoảng hai ngón tay em à. Đó. Rồi bắt cận cảnh ra. Rồi cây số 1 này em xin giao lưu 3,9 triệu, con bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị em gần xa. Em cho xin cho một vòng nữa. Rồi con xin xuống cây số 1 con lên cây số 2. Rồi cây số 2 là cây Hồng Ngọc Mai các chú anh chị. Cây này đã nuôi rất là lâu luôn rồi, chi cành thì chả báo lửa luôn, nhưng mà cái hoành của nó thì khiêm tốn thôi. Hoành ở vị trí em đo là 9, tổng chiều dài của cái mình nó là 20, cao là 40, khuôn tàn là 45, tàn ngang là 35. Cây đang cho hoa rất là nhiều. Kết hoa xong rồi kết trái này các cô chú anh chị. Đó. Nè, cây này còn nụ bông rất là nhiều luôn. Cây này chơi ra tới Tết luôn. Em đang bố vô một cái tiểu cảnh là hai ông già ngồi uống trà. Chi cành thì bẻ qua nhạo rất là lâu rồi. Rồi cây số 2 này con xin giao lưu là 2,3 triệu, con bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Rồi anh xin xuống cây số 2. Rồi cây số 3 cũng là cây Hồng Ngọc Mai. Cây này cũng mới dằn lại, mới làm nhẹ cái dàn xương lại nên lá của nó bị úp xuống. Hoành vị trí là 7, tổng chiều dài là 25, cao là 32, dài là 40. Cái này coi, cây số 3. Cây số 3 xin giao lưu 1,2 triệu. Cái này cũng đang có trái luôn nè. Mới vô lá mình mới vô dây lá nó bị dập rồi các chú anh chị. Với cây thì em bao sống bao mạnh khỏe cho các anh chị. Tại cây này là cây nằm chậu chứ không phải là cây mới dưới đất em mới bứng lên. Rồi cây số 3 1,2 triệu. Rồi xin xuống cây số 3 em lên cây số 4. Số 4 là Linh Sam Sông Hinh nha các cô chú anh chị. Cây rất là bự. Em bố cái tiểu cảnh hai ông già ngồi uống nước trà. Hoành ở vị trí em đo trên đây là 20, đo xích xuống một chút là 28, cao là 40, khuôn tàn của em nó là 60, tàn ngang là 45. Cây này thì bẻ quay nhạo, chi cành thì rất là bự. Đây, quay chi cành cho các chú anh chị xem. bành kilo hết các chị, bằng ngón tay út hết nữa. Cây này chủ người ta nuôi, người ta chơi rất là lâu rồi. Hàng này hồi lần em cũng bán cho khách rồi, bây giờ em đi hi thu lại. Rồi cây số 4 này em xin giao lưu 2 triệu em bao ship nha các chú anh chị. Cây thì đã thành phẩm 100%. Cây gì đã thành phẩm 100%. Hàng này thì em đang cắt nước lấy hoa Tết này các chú anh chị. Nếu các anh chị, chú anh chị nào cũng mua về thì em ship về cứ lặt lá đi, Tết nó sẽ trổ được hoa. Rồi em xin xuống cây. Rồi cây số 5 cũng là Linh Sam Sông Hinh. Hoành em đo ở vị trí này là 22. Tổng chiều cao là 35. Khuôn tàn là 75. Tàn ngang là 50. Cây này thì nuôi chia cành thì rất là dữ rồi. Nè, cái dàn chia này là dàn chia nuôi luôn nè các chú anh chị, chứ không phải là chia thiên nhiên luôn nha. Nuôi bằng ngón tay cái luôn rồi đó, cái đọt bằng ngón giò cái luôn rồi. Đây nè, đó. Dấu cắt rõ ràng nè chứ anh chị nè, nuôi lên cái đây là chi nuôi lên không nè. Cây này thì cái độ già của nó rất là dữ luôn. Ngay chỗ này thì nó có một cái vết xước lũa ngày xưa nhưng mà nó đã sành đá rồi. Đó, em gõ cốc nè. Cây hiện bao một lỗ cho các cô chú anh chị luôn. Nó đang nằm cái chậu đường kính là 40, ngang là 30. Rồi cây số 5 này em xin giao lưu 2,5 triệu em bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Một cây Linh Sam nuôi tới như gì là đáng sưu tầm về cái bộ sưu tập của mình các cô chú anh chị. Chi cành nè, hết thế. Cái này nhìn ở ngoài nó lực dữ dằn luôn. Rồi em xin xuống cây số 5. Rồi em lên cây số 6. Một cây Linh Sam Sông Hinh dáng trực lắc nha các chú anh chị. Hoành vị trí này là 24. Cao là 32. Khuôn tàn là 60. Tàn ngang là 50. Cái hàng này thì cái củ đế rất là bự, để em hạo một củ đế vậy đó chú anh chị xem. Nó hao thôi là 40. Cây dáng trượt lắc rất là đẹp. Đó, quay ra cho các chú anh chị xem dàn xương này. Nói chung là sớm giờ em lên mấy cây Sam Sông Hinh toàn là dàn xương dữ luôn mà, chủ người ta chơi mấy năm trời rồi. Đó. Cây thì hàng này thì lá nó già hết rồi, vậy các chú anh chị lặt lá là lấy bông Tết ok. Rồi cây số 6 này em xin giao lưu 2,2 triệu em bao ship cho các cô chú anh chị từ Nam ra Bắc. Rồi cho các anh chị xem lại dòng nữa. Cây dáng trực lắc rất là đẹp nha. Cây rất là già. Cây này về vệ sinh gông ghiêu nó ra nữa thì nhìn cây nó sáng lên, nó rất là đẹp. Rồi em xin xuống cây số 6, em lên cây số 7. Rồi cây số 7 cũng là cây Linh Sam Sông Hinh dáng tàn đa. Cây này rất là bự. Hoành 23. Em đo sát xuống dưới đây là 35. Cao là 45. Tổng chiều dài là 70. Tàn ngang là 52. Cây này thì em cũng đang đài, nó không ra, nó đang rụng lá lại gai. Giờ dập nước vô là lấy hoa. À, em cũng đang bố hai ông già ngồi quánh cờ. Chi cành thì nuôi cũng rất là dữ rồi. À, chi này cũng là chi nuôi này các cô chú anh chị, nó bự tới vậy đó. Hàng này thì em đã tháo nhôm ra được một mớ rồi, vậy các chú anh chị nào có rảnh thì tháo thêm. Chỗ này thì nó có một cái vết lũa nhẹ chỗ này nhưng mà cây đã sành một hết rồi. em bao một lỗi cho các cô chú anh chị. Rồi cây số 7 này em xin giao lưu 2 triệu em bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Em xin xuống cây số 7. Rồi tiếp tục làm lên tiểu cảnh nha các chú anh chị. Cái này là cây da Nhật em cho nó ôm đá vô. Hàng này của ông lão, ông làm chơi rất là lâu rồi. Em cũng năn nỉ nhiều lần rồi mà, rồi ông mới chia lại được 3 cái. Cái này thì em đo đường kính đi. Đường kính dài của cái dĩa này là 40, cao là 35, ngang cây là 45. Thân cây thì nó ôm đá luôn rồi, không có đo được cái chứ vậy. Hoành nó cũng 9-10 gì đó mà nó ôm sát đi trong đá rồi. Quay gần cho các chú anh chị xem. Hàng này thì rất là lâu rồi chứ không phải là mới nha các chú anh chị. Nhìn cái dàn đá với dàn rễ nó ôm đá là biết rồi. Nó ôm đều ở trên đá luôn. Rễ nó ôm xuống là già khù gì nè các chú anh chị, chứ ba cái hàng mà mới ôm đá thì các chú anh chị nhìn nó biết nè, rễ non nghèo à, cái này nó ôm cứng ngắt luôn nè. Thì các chú anh chị sưu tập về nhà vườn mình một cái để mình chôm được cái dòng này, thì lá của nó rất là đẹp, nó cũng như là lá mũ vậy đó các chú anh chị, nó rất là lâu tàn. Rồi cây số 8. Cây số 8 này em xin giao lưu 900, em cũng bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Đó, em cũng làm nhẹ lên 2 con nai đứng. Rồi em xin xuống cây số 9, ủa lộn, em lên, xuống cây số 8, em lên cây số 9. Rồi cây số 9 cũng là cây da Nhật ôm đá các chú anh chị, nhìn rất là có duyên. Em đo đường kính, ba cái này nó bằng nhau à, dài 40. Cây này thì nó cao là 30, tổng chiều dài của cây là 40. Cây thì đang xanh tốt, lá rất là đẹp. Này thì em làm 2 con cò đang đậu. Rồi cây số 9 này em xin giao lưu 800, em bao ship cho các cô chú anh chị từ Nam ra Bắc. Số điện thoại của em là 0906657080, em ở ấp An Hận, xã Hòa Bình. Mong các cô chú anh chị ủng hộ em clip này, em xin cảm ơn rất là nhiều. Và em xin xuống cây số 9. Rồi cây số 10. Đường kính dài của cái dĩa cũng là 40. Cây này thì nó cao được là 38, tổng chiều dài của nó là được 50. Cây này thì nhìn nó um tùm, nó già lụa hơn. Này các chú anh chị xem, nó già nè, rễ của nó hồng xuống nè. Nguyên cái dàn rễ nó ôm vô đá hết trơn luôn nè. Nhìn rất là cổ cây. Đó, nhìn nè, quá trời đã. Rồi cây số 10 này em cũng giao lưu 900.000, em bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị ha. Mong các cô chú anh chị ủng hộ em xin cảm ơn rất là nhiều. Rồi em xin xuống cây số 10. Rồi cây số 11 là một cái tiểu cảnh Linh Sam siêu bông các cô chú anh chị. Hoành em đo ở vị trí này là 12. Tổng tàn của cây là 50. Cây có chiều cao từ cái mặt chậu dưới đây cao lên tới đây là 40. Tổng chiều dài của cái dĩa là 65. Ngang dĩa là 30. Cây số 11 này em xin giao lưu 1 triệu em bao ship toàn quốc cho bà con cô bác. Cây này thì nó có một cái vết lỗ chỗ này là các chú anh chị, quay cho các chú anh chị xem. Đó, nhưng mà nó đang kéo hẹo rất là mạnh rồi, không có vấn đề ảnh hưởng gì tới cây cối hết. Rồi tổng cây ra cho các chú anh chị xem lần nữa, rồi xuống cây. Rồi em xin xuống cây. Cây số 11 giao lưu 1 triệu em bao ship. Rồi cây số 12 là cây này, là cây Mai Chiếu Thủy clip trước em còn lại chưa có duyên với anh chị nào hết thì lúc này em xin giao lưu lại. Hoành ở vị trí này là 40. Em đo sát mặt là 60. Cao là 1 mét. Ngang là 70. Khuôn tàn dưới luôn là 90. Rồi quay dặn cho chú anh chị xem dạng chương. Em đang bố một ông lão mai đứng dưới gốc cây nhìn lên nhìn rất là đẹp mà các chú anh chị. Về có một cái đôn để lên đó. Mai Chiếu Thủy lá lớn da đen nha các chú anh chị. Cây thì nuôi rất là lâu rồi. Dáng này thì nhờ nó có nhiều tên kêu lắm. Kêu băng nhân cũng được mà kêu phong chanh cũng được nha các chú anh chị. Còn thường anh em ở ngoài Bắc thì kêu dáng này là dáng lão mai. Miền Nam tụi em thì kêu thường là kêu băng nhân. Đế thì đều 4 mặt. Đây là mặt sau. Rồi cây số 12 này em xin giao lưu 7.200.000 em bao ship toàn quốc cho bà con cô bác anh chị, cả cây lẫn chậu. Nói chung là trên đây có gì là em ship hết cho các cô chú anh chị nha. Mong các cô chú anh chị ủng hộ em. Xin cảm ơn rất là nhiều. Cây số 12 này cũng là cây cuối clip của em rồi. Em xin cảm ơn các chú anh chị đã bỏ thời gian theo dõi hết clip của em. Em xin cảm ơn rất là nhiều.